hơi căng rồi. Ông nào ngáy à? Em mình đang ngủ. Cộng 10 khoai lắm, đúng rồi. Cộng 10 khoai lắm, mình bảo đấy, nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy sắp đi Nhật rồi. Bạn ấy cũng chẳng chơi được nhiều. Ừ, không ngủ được thì coi anh like một tí nữa là ngủ nhá con mình ạ. Luôn anh em ạ. Sợ gì? Kệ nó, lật như nào nó ngủ thôi anh em. Bạn coi nhiều thì biết. À, người hơi bị căng anh em ạ. Kiểu này căng quá nồi luôn. Công nhận đi nước ngoài mới thấy server phải dùng đi lây lag bực. Chào Phạm Huyền ở Khánh Viễn nhá. Một tuần nhá, ông ngồi nhanh em một tuần. Hoài phết. Bạn có xíu xíu mà hơi căng. Thanh niên kia spam quá, mọi người nhắc nhở phải để ý chứ, lớn hay bé rồi cũng phải để ý chứ. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho nhau, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Hứa yêu em, thương em trong trái tim, nhưng không thể nói sao anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Rồi, chúc mừng các bạn ạ. Chưa này, má đập phát lên 11 nữa thì ngon rồi. Tiên tri cộng 10 à? Vui hát luôn anh em ạ. Vú lừa luôn. Đó. Quá ghê luôn. Game 12 bằng niềm tin này anh em. Nghe muốn gì ạ? À? Ỉa kẻ công, công ỉa mà tôi có tiền cũng được, công cứ ở đấy mà ỉa đi đúng không? Nhận đồ đã. Ồ, lên cấp luôn. Cảm ơn Quang Minh nha. Cần gì công cứ ở đấy không, ỉa tôi ở đây tôi đập đồ thành công rồi là được. Đây 18 rồi, ra nhận nốt nha. Đi 11 từ từ nhận đá. Đập luôn à, ok. Cảm ơn anh Đức nha. Yến anh đã lên 11 cho em đâu mà em cảm ơn à. Yên à, em cứ bình tĩnh ở đấy coi anh chơi đi. Đang dây đỏ nó lên luôn. Lên luôn. Lên 11 luôn thì ngu người luôn. Không spa bạn Dũng Lê này, spa quá anh em ạ, mình xin phép chặn bạn nhá, xin phép chặn bạn Dũng Lê này. Bạn ấy không thể spa, bạn ấy spam rất nhiều những cái mà anh em không đọc được anh em ạ.
nó YouTube nó chặn. Cận lên nữa. Hello Giang Phan. Từ từ anh đang đập đấy, anh từ từ mà. Say quá. Chào Trần Nam Anh nhá. Rồi mình chặn rồi anh em. Ui, để chậm chậm. Đêm hôm đập dễ hơn không anh à? Dễ, hình như hôm đấy là mình chưa hợp thành ta. Rồi, mình chặn đấy rồi anh em không nhắc đến vấn đề bạn đấy nữa. Chặn là chúng ta ngưng nói chuyện luôn. Mọi vấn đề chúng ta giải quyết cực kỳ nhanh gọn luôn. Thôi đập hết cho đá này thôi, không bê thôi. Đập đá gà vãi à? Gà tôi cũng đập lên được, kệ tôi. Gà mà nó hên là được luôn em. Ông giỏi mà gặp thằng hên tắt điện luôn ấy, nói cái ông biết. Ông giỏi mấy, tôi hên là được. Mẹ tôi ông giỏi đi, mẹ ra tôi đánh xổ số tôi trúng nha. Mẹ cái ông làm cả đời bằng tôi đánh con xổ số à. Suy nghĩ, nói phải suy nghĩ nha. Thằng gà thua thằng hên đấy. Thằng pro thua thằng hên, xin lỗi. Ok, Đại Lê nhá, ngủ sớm em ơi. Gà. Mình chưa cho vũ khí vô. Chúng ta sắp hết rồi. Phát cuối để đánh đá phát cuối là 3 viên nha anh em nhá. Để đánh đá phát cuối chúng ta quất 3 viên. Mình rất ghét số chẵn, mình sẽ để sang số lẻ. Đập đá kiểu vậy mới vui à. Đầu tìm chết không ạ? Những người yếu tim không lên nhá. Còn hai ba bùa thôi. Chào Duy Hoàng nhá. Tất cả là lên không đây, nhắm mắt này, nhắm mắt này. Một phát nữa anh em ạ, phát nữa thôi. Hơi bị xui anh em. Phát cuối cho 3 viên nha. Ok Thảo ơi, anh không chấp, anh nói thôi. Sót bình thường, anh cảm thấy bây giờ nó sắp lên 11 mà em cứ yên tâm đi. Là lên tự tin vào cuộc sống này. Em cứ yên tâm, tự tin vào cuộc sống này. Mình sẽ đập cho em lên cho em coi. Công thức một viên 5 à? Công thức mình tập lắm. Đây này, phát cuối là 3 viên này. Em đến 10 nha. Thôi được rồi, đập thế thôi anh em mà để bạn ấy tích mất lên 11 lên 10 này là vui rồi. Anh em đòi lên 11 luôn nó hơi căng, chẳng qua đập cầu may mắn thôi chứ thật ra chúng ta trong cuộc đời mỗi con người may mắn nó không đến quá nhiều như thế đâu. Mỗi một lần may mắn chúng ta phải tận dụng cơ hội ngay, đúng không? Ai chưa đếm à? Yeah. Xong chưa anh em? Đợi tôi một chút, tôi lốc một con lick này nữa là xong này. Lốc một con lick nữa thôi. Nick cuối cùng xong đến nick của tôi này. Nó con này anh em ạ. Rồi, còn bùa đâu mà đập, anh em cứ bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Chuyện đâu rồi sẽ có đó. Nó con này ta sẽ đến với con nick của tôi này. Rồi bạn kia bạn ấy đi Nhật à, vui rồi. Tôi chơi quả cuối mới được anh em ạ. Cày. Cày thật. Cày quá. Ha 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 ha.
Thôi nghỉ game, nghỉ game anh em ạ. Vãi gần nồi. Đùa nhau à? Ôi, đến chịu ơi. Ôi giời ơi, má nó không thể đỡ được. Đấy đi. Bạn ấy vừa cảm ơn tôi một câu xong trên Facebook xong lên luôn anh em ạ. Đêm 12 luôn thì ngon anh em ạ. Quên phát nữa hả? Tham à? Được. Tham à? Giờ xong lính nhà đốc được chưa đã? Bó tay. Không thể đỡ được cái tình huống vừa rồi luôn á.